Đây là một gốc phôi hoa hồng rừng, đã rất lâu rồi tôi không sờ đến nó. Ngày hôm nay tôi sẽ đánh nó lên, chuyển sang chậu để cuối năm sẽ tiến hành ghép. Tiện thể quay cho mọi người xem ai chưa biết gốc hoa hồng rừng khác cây hoa hồng tầm xuân không gai như thế nào. Cái gốc hoa hồng rừng này tôi đã trồng ở đây 2 năm rồi. Riêng nói đến hồng rừng thì nó khỏe vô đối luôn. Có những cây leo cao 6 đến 7 mét và thân to bằng bắp chân. Nói chung hoa hồng rừng thuộc vào dòng siêu khỏe, nhưng để mà ghép bonsai thì nó không được bền. Lý do ở đây là khi ghép những giống hồng ngoại lên, tán cây bé mà gốc thì to, không cân đối, dinh dưỡng không tiêu thụ được hết nên là cây dần dần phá và chết. Và giống hồng rừng lại không có khả năng sống tốt ở chậu nhỏ, cho nên là những ai đã đang chăm cây hoa hồng rừng thì phải rất là chăm chút và có kinh nghiệm sâu thì mới có thể chăm được những cây hoa hồng bonsai lâu dài và bền vững được. Giống này rất là nhiều gai cho nên là tôi phải vật lộn cắt tỉa hết đi để lấy được cái phôi. Sau khi cắt xong thì tôi thấy cái bệ phôi khá là đẹp, lên một chậu và sau đó ghép hồng ngoại thì chắc là cũng đẹp. Đây là cái phôi hồng rừng này. Đấy, cái bệ nó rất là đẹp, bây giờ cũng là khá là mát mẻ. Mình có thể nhổ cái cây này lên và trồng ươm lại khoảng 1 tháng thì mình sẽ tiến hành ghép. Nhưng để mà so sánh hồng rừng với tầm xuân không gai thì nó thua xa các bạn ạ. Đây là gốc hồng tầm xuân không gai này. Mọi người có thấy nó đẹp hơn nhiều không? Bởi vì những gốc tầm xuân không gai này được trồng bằng hạt và cái gốc nó rất là bóng mượt mà. Cho nên là khi tạo nên những cây thành phẩm thì hoa hồng tầm xuân không gai sẽ là những cây thành phẩm cực kỳ đẹp và trở thành những cây hoa hồng bonsai, hoa hồng siêu đẹp. Quay lại cây hoa hồng rừng nhá, thì mình sẽ trồng nó vào một cái chậu ươm như thế này thôi. Giá thể thì chỉ cần trộn sơ dừa với đá trân châu, sau đó mình sẽ nhồi nó thật chặt và ươm ở đây khoảng nửa tháng để cây nó bật mầm lên đã. Sau đó mình sẽ tiến hành đi ghép. Với cái gốc này thì mình nghĩ là mình sẽ ghép giống hoa hồng ca tre, bởi vì giống ca tre khá là khỏe và nó giữ được lá rất tốt thì thích hợp để ghép giống hồng rừng này. Gốc như thế này mình cũng không sử dụng kích rễ bởi vì thời tiết bây giờ khá là mát mẻ. Mình chỉ cần tưới đủ ẩm và giữ đủ ẩm. Chỉ sau 1 tuần thôi thì nó đã bật mầm lên và mình sẽ tiếp tục dưỡng cây. Khi cây khỏe mình sẽ tiến hành ghép, và cũng thời tiết khá là mát mẻ cho nên là mình đã đào thêm một cái gốc nữa. Cứ ươm vào đây đã rồi tính sau. Và hẹn gặp các bạn ở clip ghép cành nhé. Và cuối cùng xin mời các bạn cùng ngắm nhìn siêu phẩm bonsai hoa hồng được ghép trên cây tầm xuân không gai nhé.